Tôi thấy người ta vứt đi thì tôi tận dụng làm thôi. Thế nha, kính này nó không không được vuông vắn cho lắm. Đây thì các bạn là đây các bạn là lựa nha. Đầu tiên này, các bạn so với cái bề mặt này là khá là tương đối rồi. Tôi chọn cái bề cái mặt này làm trước. Thì sau khi tôi bỏ kính vào nó sẽ như này. Thì xốp nó sẽ phủ trùm lên cái kính này thì nó mới giữ được cái miếng kính này. Bây giờ tôi đánh dấu.
Kính thử vào ướm xem đây nào. Ừ, vừa xinh luôn. Đó, các bạn đấy. Vừa xinh luôn này. Công việc tiếp theo thì đơn giản thôi. Công việc tiếp theo là chỉ việc cắt keo thôi nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, sau khi cắt vuông thành sắc nét rồi, các bạn vệ sinh với thật sạch keo, được bạn tập kính vào và bạn keo cho tôi nhé, keo silicone.